chào cả nhà. Bữa nay mình quay cái đèn mà năng lượng mặt trời cho cả nhà xem nha. Nó cũng như ban ngày á các bạn, thì nắng á, nó sạc vô cái miếng năng lượng mặt trời đó. Còn đêm nó sáng vậy nè cả nhà. Cái đèn nó sáng á, biết không? Giống như cái đèn xe hơi á. Tiết kiệm điện đó cả nhà. Năng lượng mặt trời là gì đó các bạn? Bây giờ nhà người nào đó các bạn cũng người ta gắn năng lượng mặt trời cho xài cái tiền điện ít lại một chút. Đó, cả nhà thấy sáng hết biết không? Chúc cả nhà nhiều sức khỏe.